Những tin tức về thiệt hại của vùng lũ ngày hôm nay vẫn đang làm nóng mọi diễn đàn và thậm chí là một vấn đề quan trọng được nêu ra ngay trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14. Đây sẽ là thông tin nổi bật trong bản tin 19 giờ tối nay trên kênh VTC1 và fanpage VTC1 tin tức của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và sau đây là nội dung cụ thể. Sáng nay tại hội trường Ba Đình, trong phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã kêu gọi cả nước ủng hộ đồng bào miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra. Mở đầu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ và kêu gọi đồng bào cả nước ủng hộ vật chất và tinh thần với đồng bào miền Trung đang chịu nhiều thiệt hại do bão lũ gây ra. Kỳ họp thứ hai diễn ra trong thời điểm đồng bào miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả nghiêm trọng do bão lũ gây ra. Quốc hội chia sẻ những khó khăn mất mát và gửi lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào, đồng chí vùng bị nạn. Đồng thời, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, của các bộ, ngành, tinh thần chủ động và nỗ lực cao của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương đã kịp thời ứng phó trong cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lũ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ cả về vật chất và tinh thần, khắc phục hậu quả, giúp nhân dân các địa phương bị nhiều thiệt hại, sớm ổn định sản xuất và đời sống. Kỳ họp thứ hai khẳng định những kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra những khó khăn thách thức mà đất nước đang phải đối mặt như tác động của biến đổi khí hậu, kinh tế chậm phục hồi, nợ xấu, nợ công. Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra các vấn đề quan trọng Quốc hội sẽ xem xét, quyết định tại kỳ họp này như xem xét thảo luận các báo cáo, trong đó có các vấn đề đáng chú ý như công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm 2016, về khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển, v.v.